liên quan để giải từ đời con gái. Trước khi tôi về làm vợ của người ta đó. Xin chúc mừng cô lần nữa. Tôi cũng vậy. Tôi cũng xin chúc mừng ông và cô Lin Chun nha. Ông có hạnh phúc không, ông Jack? Có. Cô cũng xứng đáng có hạnh phúc mà, phải không? Tại vì cô đã có tất cả những cô mong muốn rồi còn gì. Suốt cuộc là ông vẫn chưa hiểu tôi. Tôi là người rất tham lam, trong khi tôi đã có tất cả như ý muốn rồi. Nhưng mà hình như tôi có cảm giác như là mình vẫn đang chờ đợi một cái gì đó. Cô nghĩ là mình đang chờ đợi. Nhưng mà cô cũng không cần mệt mỏi để chờ đợi cái thứ mà cô đang chờ đợi cũng nên. Alo, cô Linh Chung. Chào ông chủ. Ông chủ đến nhà tôi một chút được không? Là tôi có chuyện muốn bàn với ông chủ. Nếu ông chủ không rảnh thì cũng không sao, hôm nào gặp cũng được mà. Dạ tôi cũng sắp lấy chồng rồi, ông Jack. Thank you.
Cảm ơn ông đã đến tìm tôi. Vậy cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn báo cho ông biết. Thật ra tôi đã có người mà tôi muốn kết hôn rồi. Vậy tại sao cô không nói khi tôi xin cầu hôn cô? Vì tôi sợ ông chủ buồn. Vì ông chủ là người có ơn với tôi mà, nên tôi không dám. Khi ông chủ cầu hôn với tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi xin nói thẳng với ông chủ nha, nếu như chúng ta lấy nhau mà không có tình yêu, chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Tôi hiểu rồi, cô không cần phải lo đâu. Chuyện của hai chúng ta để tôi đi nói với ba cho. Ông chủ không giận tôi phải không? Tôi không phải là người ích kỷ. Dù sao thì tôi cũng xin chúc mừng cô Linh Trung nha. Cảm ơn ông chủ đã thông cảm cho tôi. Và cũng cảm ơn thời gian qua đã giúp tôi. Và nếu ông chủ có cần gì tôi giúp, ông chủ cứ nói nha. Ông chủ à, tôi cũng xin chúc cho ông chủ lấy được một người vợ mà ông chủ thật sự yêu thương. Rồi ông chủ sẽ biết hạnh phúc nó diệu kỳ như thế nào. Ồ, sao anh trai? Cháu mới đi đâu về vậy? Chú lo cho cháu lắm đó. Tôi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn. Vậy thôi, mình vào trong rồi nói. Tao anh, cháu có chuyện gì? Tao anh, ai ăn hiếp cháu vậy? Nói cho chú biết đi, chú sẽ giải quyết nó liền. Không ai làm gì tôi cả. Là tôi tự làm tôi thôi. Chú à, tôi xin chú một điều có được không? Đối với ta Bình Trại, chú sẽ cho tất cả. Tôi muốn đám cưới của chúng ta được tiến hành một cách nhanh chóng. Nếu như được ngày mai thì càng tốt. Vì tôi đã sẵn sàng rồi. Con định quỷ hôn lễ thật sao cha? Con và cô Linh không hề yêu nhau, nhưng vừa qua chúng con giả vờ như là thương nhau thôi. Vì cô Linh sợ ba của cổ ép cổ đi lấy người mà cổ không yêu. Sao con thương người ta, cứ lấy thầy mong muốn của ba đi. Ba, cô ta đã có người yêu rồi ba à? Và con nghĩ họ chắc chắn sẽ có hạnh phúc nếu cổ lấy được một người mà cổ thương. Không sai. Chuyện lấy nhau là chuyện hạnh phúc.
Lấy ai mà có hạnh phúc thì lấy đi. Con cảm thấy lấy nhau mà không có hạnh phúc thì không cần lấy. Con đã lớn rồi chứ. Con có quyền tự quyết định mà. A Chát làm đúng rồi. Anh đã có quyền tự quyết định. Anh và chị ta quan có quyền yêu nhau được rồi. Đa, giờ sao anh có thể thương một người sắp lấy chồng được chứ? Trời ơi anh Chát, em ở nhà chị ta quan, em biết mà, chị ấy không có thương ba của anh Đun đâu. Mà chị ấy yêu anh Chát đó. Nè Chát, cậu ở đây hả? Cậu có biết không? 3 ngày nữa ba của mình và tao con trai sẽ đám cưới rồi đó. Thật không? Thật mà. Xin chào cô ta quan trai. Cô đến thử áo cưới có phải không? Dạ, ông già Giác có cho tôi biết rồi. Cái váy đó đẹp lắm. Thanh niên trên đời này chắc chắn sẽ ganh tị với ông Gia Giác rồi. Vì ông ấy có một cô dâu dễ thương xinh đẹp như vậy. Dạ xin mời lên trên. Cô nghĩ là mình đang chờ đợi. Nhưng mà cô cũng không cần mệt mỏi để chờ đợi cái điều mà cô có cảm giác là mình đang chờ đợi cũng nên. Cô ta quan trai. Cô cũng đến thử áo cưới hả? Dạ. Thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Vậy khi nào thì cô lên làm đám cưới? Tôi định đám cưới vào cuối tháng sau, nên mới thử áo cưới trước, hy vọng là vừa ý. Nhưng dù thế nào, tôi cũng xin mời cô ta quan đến dự hôn lễ của tôi nha. Dạ. Anh Minh, đây là bạn của em. Ta quan trai. Xin chào, tôi là Minh Chun, chồng sắp cưới của cô Linh Chun. Hân hạnh được làm quen. Hân hạnh được làm quen. Cô ta quan trai, đây là chồng sắp cưới của tôi. Chán quá. Chán. Mình đúng là chán cậu thật đó thằng Chát à. Hả? Bây giờ cậu đã được tự do rồi mà. Vậy còn chờ gì nữa hả? Cậu muốn thả nổi cho nó như vậy sao? Không định tính cái gì nữa sao? Vậy cậu muốn mình phải làm gì đây chứ? Làm sao cũng được hết. Miễn cho ta qua trở về. Hoặc là ít nhất cậu cũng phải thể hiện cho người ta biết là cậu có tình cảm với người ta. Bây giờ cậu đã có cơ hội rồi.
Thời cơ đến rồi là chết à. Cậu phải thể hiện cho người ta biết về con người thật của mình đi chứ. Về cái gì? Thì vì hạnh phúc của cậu chứ còn gì cái gì nữa. Vì phụ nữ mà cậu đã yêu đó chết à. Hay là cậu muốn nói cậu không yêu Tao Quanh? Vậy cậu nói cho mình biết ngay đi là cậu không có yêu Tao Quanh. Thì mình cũng không ép cậu nữa. Vô ích thôi. Tới khi nào thì cậu mới thức tỉnh đây hả? Cô ta quan trai, đây là chồng sắp cưới của tôi. Vậy còn ông Chát? Vậy cô ta quan chưa biết gì hả? Tôi tưởng ông Chát đã nói với cô rồi. Hôn lễ của tôi và ông chủ Chát đã hủy bỏ rồi. Hủy bỏ rồi? Tại sao? Tại sao vậy? Lý do chính vì tôi đã có người yêu rồi. Nhưng lý do quan trọng hơn là tôi và ông chủ Chát, chúng tôi không hề yêu nhau. Thời gian qua, ông chủ giả làm người yêu của tôi vì tôi không muốn ba tôi ép gả tôi cho một người mà tôi không thương. Ông nghĩ như thế nào mà lại cho thư ký hẹn tôi tới đây? Tại sao ông không tự gọi? Tôi nhớ bé Tam và nghĩ rằng cô cũng nhớ bé Tam nữa. Phải, tôi cũng nhớ nó lắm. Tại sao cô vội vàng là đám cưới vậy cô ta quanh chơi?
nguyên do là cái gì chứ? Lý do của tôi là... Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải lấy ông Gia Giác mà. Sớm hay muộn thì có khác gì đâu. Khác chứ. Khác như thế nào? Nếu cô tổ chức đám cưới nhanh như vậy, bé ta làm sao về chúc mừng cô kịp chứ? Được. Để tôi viết thư tự nói cho cháu nó biết. Còn ông? Ông có nói cho cháu Tam hiểu không? Là tại sao ông lại không lấy cô Liên Chuông? Bé Tam chưa biết chuyện của tôi và cô Liên Chuông. Ông đúng là người giỏi giấu giếm thật đó. Có những chuyện rất khó nói ra cho người ta biết. Nhưng cũng có người rất muốn biết là ông nghĩ như thế nào đó. Có khi ông giữ kín chuyện chỉ có một mình biết, thì có thể sẽ có chuyện gì xảy ra cũng nên. Tất cả mọi chuyện đều có cách của nó. Nó không phải nằm ở chỗ nói ra hay không nói ra đâu. Không phải đâu. Nếu ông nói với tôi từ trước là ông mua tôi không phải là trò đùa làm người hầu cho ông, mà mua là để giữ lại cho anh luôn, thì tôi đâu có hận ông. Hay ông nói thẳng bé Tam không phải là con ruột của ông, thì tôi cũng không có giận ông nữa. Vậy nếu ông nói cho tôi biết là ông và cô Liên Trinh không hề yêu nhau, thì tôi cũng... Cũng cái gì? Ông đừng lo. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó sẵn rồi. Cho dù tôi có đi, cũng vô ích mà thôi. Nếu ông không còn gì nói nữa, tôi xin phép về trước. Khoan đã, ta con trai. Tôi chúc cô sẽ hạnh phúc với người bạn đời của mình. Cảm ơn ông. Xuân khơi bò. Chữ tóc, chữ đất, hai đôi quay nâng nực bờ rù kê. Chữ tóc, bên nhẹ ai, huông hai có lên bán ca. Bao ôn chia nợ khùng, trong sông tớ riêng ra. Nhìn bán ca, bóng sông.
Sao hả bé Đa? Tự chăm sóc cho mình có được không? Dạ được. Nè, vừa vừa thôi nha. Đây là bà xã của mình đó. Chết bây giờ nghe. Để em đi lấy nước uống nha. Mới đi đâu về vậy? Thì ở ngoài về. Ở ngoài về. Đi làm gì vậy? Cậu quan tâm làm gì? Mình muốn biết chuyện ta con trai đã tới đâu rồi. Nè, cậu có nói cho cô ấy biết chưa vậy hả? Nói là cậu yêu cô ấy. Vẫn chưa. Trời ơi chát à. Cậu còn đợi cái gì nữa? Hay là đợi cho tới tao con trai có con hả? Nè, bây giờ cậu phải nhanh chóng đi nói với cô ấy liền đi. Cậu đừng có quên, mình chỉ có thời gian là 2 ngày thôi đó chát à. 2 ngày thôi. Con đã từng nghĩ là một ngày nào đó khi con mặc áo cưới, chắc là con sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng tại sao hôm nay con không hề có chút cảm giác nào cả? Ba nói cho con biết đi. Quên, cậu chỉ có thời gian là 2 ngày thôi chắc. 2 ngày thôi. Đã đến lúc cậu phải dũng cảm rồi.
Quá muộn rồi ông cha. Chữ chấp, chữ chất, hai đuôi nơi nực rụ kê. Chữ chấp, mẹ ai, huông hai có lên bán cá. Ba ôn chia nợ không. Ba, tôi muốn nói chuyện với ba một chút. Ờ, có chuyện gì thì mau nói đi, ta còn phải đi làm nữa. Con hỏi thật ba nha. Ba có thấy hạnh phúc thật không? Khi ba lấy một người mà họ không yêu ba hả? Mày muốn nói cái gì vậy? Tao quanh là bạn của tôi đó ba. Tôi muốn cô ấy có hạnh phúc với một người mà cô ấy yêu. Không phải bị ép buộc phải lấy một người như ba vậy đâu. Nè, lúc đầu có thể nói là bị ép. Nhưng sống với nhau rồi, có thể nảy sinh tình cảm đó, mày có hiểu không vậy? Không bao giờ đâu ba. Ta quanh không thể nào thương ba được đâu. Và con cũng xin nói rằng, cuối cùng chính ba mới là người không có hạnh phúc đó. Nếu không tin thì ba hãy chờ xem. À, đúng rồi. Con nghĩ là chỉ khi ba nhận được tình yêu từ ta quanh trai thì ba mới có được hạnh phúc. Không bao giờ. Khi ta đã khống chế được tất cả của cậu ấy rồi thì đó mới là hạnh phúc. Đúng là đê tiện. Hơi quá đáng đó đùa nè. Không quá đáng đâu ba. Tôi nói đúng mà. Trước đây tôi từng nghĩ, loại người như ba chắc không biết thương ai đâu, kể cả bản thân mình. Nhưng nó không phải vậy đâu ba. Không phải ba không biết thương ai đâu, mà là ba không hiểu hai từ gọi là yêu thương đó. Tại sao ta không hiểu từ gọi là yêu thương chứ? Ba không hiểu đâu. Vì nếu ba thật sự hiểu thì chắc chắn ba sẽ cầu cho người mình yêu được hạnh phúc rồi, chứ không phải mang đi cất giấu lên đâu. Ba có biết người ta đau khổ như thế nào không? Như con đã nói, dù là mẹ và con ruột ba, ba cũng không hề thương. Ba không hề ban cho tôi và mẹ có được hạnh phúc gì đâu. Mà ba đi lo cho người phụ nữ đó. Nên tôi mới nói với ba, người như ba không hề biết hai chữ yêu thương đâu. Không hề biết.
Không phải ba không biết thương ai đâu, mà là ba không hiểu hai từ gọi là yêu thương đó. Vì nếu ba thật sự hiểu thì chắc chắn là ba sẽ cầu cho người mình yêu được có hạnh phúc rồi. Nè Đun, đưa mình tới đây làm gì vậy? Mình đang buồn ngủ lắm nè. Mình ngủ không được đâu, nhớ người ta lắm, hiểu không? Nhớ người ta lắm. Ê, nhẹ nhẹ một chút. Cậu đó.
Alo. Alo. Tôi không ngủ được. Tôi muốn nói chuyện với cô. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở gần cô. Cho tôi xin nha. Đừng có mở cửa ra tao quanh chai à. Ngày mai rồi hả? Anh yêu em lắm, em có biết không? Tại sao tới bây giờ anh mới chịu nói? Anh xin lỗi em. Em đừng khóc nữa. Tạm biệt em. Em cũng yêu anh lắm. Xin mời cô ta qua. Xin chào chị ghẻ. Tôi nói chuyện với Tao Quanh một chút nha. Dạ.
Tôi nói đùa thôi. Có chuyện gì hả Đôi? Trời ơi Táo Quanh, cô làm như vậy là vì cái gì chứ? Cô cũng hiểu quá rõ, cô không hề yêu ba tôi mà. Người cô yêu là thằng Chát. Nè, cô có biết không? Cô đang làm chuyện lừa dối trái tim của mình đó, cô có biết không? Đó không phải là chuyện lạ gì đâu. Tại vì cuộc đời con người của chúng ta không phải bất cứ chuyện gì cũng được như ý mình đâu. Đúng vậy. Nhưng cô có quyền chọn lựa mà Táo Quanh. Tại sao cô không chọn lựa chứ? Tại vì tôi phải chịu trách nhiệm với những gì tôi đã làm. Và cả ba Quanh cũng không có lỗi gì hết. Nếu tôi cứ làm theo những gì trái tim tôi mách bảo và bỏ hết tất cả, như vậy sẽ là không công bằng với ba Quanh. Tạm biệt nha. Cô Táo Quanh qua đây, cho tôi xem thử một chút đi. Cô Táo Quanh hình như là ở thân trước rồi. Ba ơi, ba ơi, tới giờ rồi ba. Vừa lắm cô Táo Quanh trai. Hôm nay Táo Quanh đẹp lắm đó. Chúng ta nói chuyện một chút nha. Chú nghĩ đi nghĩ lại thấy như vậy là không công bằng với cháu. Nếu chú giữ lại cháu, chú biết rõ là cháu không hề yêu chú, cho dù là một chút. Và quan trọng là chú cũng muốn nói với kẻ khác là chú cũng biết thế nào là yêu thương mà. Táo Quanh à, chú trả tự do cho cháu. Còn chuyện của chúng ta coi như chú bồi thường tâm lý với những chuyện mà chú đã từng làm với ông Ranh. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn của chú đâu. Nè, lo khóc làm cái gì nữa. Chú nghĩ cháu hãy nhanh chóng đi tìm người mình yêu đi. Không chừng bây giờ người ta thiếu suy nghĩ rồi đi tự tử luôn rồi đó. Cảm ơn chú. Ủa, cô Táo Quanh trai. Ba, anh Chát đâu rồi? Không biết nữa. Anh ấy đi đâu? Tôi đâu có biết đâu, ông chủ cũng không nói. Cô Táo Quanh trai à?
Uống siro à? Hơi lạ. Tại thằng Đun nó đem rượu bỏ hết rồi. Không có rượu cũng tốt, nó sẽ làm cho người trong nhà này tỉnh táo đôi chút. Cảm ơn anh nha, Gia Giáp. Vì anh đã đồng ý thả cháu Tao Quanh Trai, đừng gây ân oán với cô ấy nữa. Là anh cũng muốn làm người tốt như người ta. Vậy sao? Làm người nếu muốn hoàn hảo thì phải trút bỏ đi sự háo thắng, rồi dùng cái thời gian đó bù đắp lại cho con cháu. Nè, em nói như vậy không phải là muốn anh trở lại yêu em. Em chỉ muốn anh biết chăm sóc con, bởi vì không bao lâu nữa chúng ta đã trở thành ông bà nội rồi. Đồng ý. Nếu vậy chúng ta hãy chúc cho ông bà nội tương lai nha. Được rồi. Trước khi đi làm ông nội bà nội kính yêu đó hả? Ba, cho con 100 đi. Ờ. 100 thì làm được cái gì chứ? Không phải đâu ba, con muốn nói là 100 triệu đó. Thằng con phá của, mày làm cái gì mà đòi tới 100 triệu? Tôi không phải lấy đi chơi đâu ba, tôi lấy đi cưới vợ. Cưới vợ cái con khỉ gì mà tới 100 triệu? Đưa đây. Được rồi, cha con cãi nhau đi nha. Mẹ đi vì có hẹn với trẻ. Để em. Gì nữa? Em hẹn với trẻ là để đi làm từ thiện. Suy nghĩ bậy bạ nữa rồi các anh này. Mẹ đi nha. Dạ. Ba. Cũng được. Nhưng tao không cho mày, tao sẽ cho lại tao. Nè, nếu mày có thêm một người nữa, tao sẽ cho thêm 100 nữa. Khoan đã ba, cái câu một người nữa, ý muốn nói vợ hay là con? Là vợ của mày đó cái thằng này. Ok. Nè, lúc đầu là con trai, phải là con trai đó nha. Nè bà ơi. Cái gì? Xong rồi, lại đây coi đi. Đâu? Được rồi. Cô Taiwan. Xin dạ, chào. Dạ, chào cô. Tưởng đâu không gặp lại nữa rồi. Ngay đầu bữa nay là xe qua mà. Ông Jack đâu rồi? Nè, chắc đang ở trong nhà đó.
Tao quanh trai. Em làm sao em tới đây được vậy? Là em bay xuồng tới đây nè. Nhưng mà hiện giờ đáng ra em phải ở trong lễ cưới chứ. Bây giờ không có lễ cưới gì hết. Ông gia dắt cho em đi tìm nửa trái tim của em rồi, cho nên em mới tới đây. Đi theo tìm nửa trái tim hả? Vậy có nghĩa là em không phải là cô dâu rồi? Em không phải là cô dâu đâu, nhưng bây giờ em là người bán, mang tình yêu theo thuyền tới. Nếu vậy anh xin bao hết luôn được không? Em không bán được đâu, vì đã có người đặt cọc rồi. Người đặt cọc đang ngồi ở trên đó kìa. Tối hôm qua anh nói với em chuyện gì vậy? Tại sóng điện thoại nghe không rõ. Anh yêu em. Nói sao? Sóng yếu quá nghe không rõ. Anh yêu em. Vậy còn em? Em cũng yêu anh lắm. Sóng yếu quá à. Em yêu anh. Chúc cho hai con hạnh phúc sống trọn đời bên nhau. Phải biết nhịn nhục, vợ chồng phải biết thương nhau. Là vợ phải biết chiều chồng, là chồng có khi cũng phải biết sợ vợ nha. Và sống sung túc, lấy cha mẹ mà làm gương. Trái tim chia đôi đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã bỏ chút thời gian của bạn để theo dõi bộ phim này từ đầu đến cuối. Xin gửi đến quý khán giả mọi sự may mắn và hạnh phúc.